Hóa ra Trần Phi Vũ đã có bạn gái từ lâu, bảo sao mãi không chịu yêu đương cùng Trương Tịnh Nghi. Trần Phi Vũ bị bắt gặp hẹn hò cùng một mỹ nhân không phải Trương Tịnh Nghi. Cách đây không lâu, bộ phim Trước Bật Lửa và Váy Công Chúa được lên sóng đã nhanh chóng gây sốt cộng đồng mạng. Với cốt truyện hay, dàn diễn viên hợp vai, ngoại hình đẹp đã giúp dự án này bùng nổ. Nam nữ chính trong phim là Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi cũng trở thành một trong những cặp đôi đẹp nhất màn ảnh năm 2022. Sau khi phim kết thúc, Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi vẫn luôn được khán giả đẩy thuyền nhiệt tình. Tuy nhiên đến nay, cặp đôi này vẫn chẳng chịu tiến thêm bước nữa khiến nhiều người không khỏi thất vọng. Mới đây, dân tình bỗng bàn tán xôn xao khi Trần Phi Vũ bị bắt gặp đi hẹn hò với một người phụ nữ. Đa số dân mạng đều cho rằng Trần Phi Vũ sớm đã có bạn gái, vậy nên anh chàng mới không thể hẹn hò cùng Trương Tịnh Nghi được. Thế nhưng, ngay sau đó có người đã bóc trần sự thật và hé lộ người xuất hiện cạnh Trần Phi Vũ không ai khác chính là mẹ của anh chàng, Trần Hồng. Trần Hồng vốn là một đại mỹ nhân đình đám showbiz, lại biết cách chăm sóc bản thân nên trông trẻ trung hơn tuổi thật rất nhiều. Trần Phi Vũ cũng đã được thừa hưởng ngoại hình xuất sắc của mẹ nên mới có thể đốn tim phán nữ như hiện nay. Việc này khiến không ít fan couple của cặp đôi Trước Bật Lửa và Váy Công Chúa vui mừng. Trước đó, Trương Tịnh Nghi và Trần Phi Vũ đã có màn tương tác cực ngọt trên màn ảnh nhỏ. Ngoại hình đẹp đôi, chemistry bùng nổ giúp Trước Bật Lửa và Váy Công Chúa trở thành một trong những hắc mã đỉnh nhất năm 2022. Đến nay, dù không thể hẹn hò, nhiều người vẫn hy vọng hai ngôi sao này có thể tái hợp trong một dự án mới.